Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với hiệu quả kinh tế ổn định từ chăn nuôi bò thịt, nông dân huyện Gò Công Tây còn mạnh dạn phát triển chăn nuôi bò sữa, không những thu được lợi nhuận cao hơn mà còn mở ra triển vọng mới về mô hình chăn nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, giải quyết được bài toán cung vượt cầu làm cho giá bò thịt bị rớt xuống thấp như trước đây. Toàn huyện hiện có khoảng 840 con bò sữa, tăng 35% so với năm 2020, bắt đầu từ năm 2016 do bệnh dịch tả heo châu Phi. Nhiều hộ nuôi heo đã chuyển đổi công năng chuồng trại sang nuôi bò sữa. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư bò sữa lớn nên số lượng bò sữa ban đầu khiêm tốn. Chỉ đến đầu năm 2022, phong trào nuôi bò sữa ở huyện Gò Công Tây mới phát triển rầm rộ, vì ngành thú y khống chế được bệnh viêm da nổi cục, từ đó số lượng đàn liên tục tăng đến tận bây giờ. Chăn nuôi bò sữa thành công thì cũng khuyến cáo người chăn nuôi, thứ nhất là về con giống thì phải chọn cái giống là coi như là có cái sản lượng sữa cao. Cái thứ hai là điều kiện về chăn nuôi, thứ nhất là về chuồng trại thì coi như là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Cái hai là thức ăn thì cũng đảm bảo cái vấn đề mà nhu cầu dinh dưỡng cho cái bò sữa trong mọi giai đoạn. Cái thứ ba nữa là về công tác quản lý và phòng chống dịch bệnh. Điển hình như trại bò sữa của ông Đặng Thanh Trị, xã Thành Nhật này, với quy mô 25 con bò sữa, mỗi ngày ông thu được khoảng 200kg sữa tươi. Toàn bộ sản lượng sữa của trại bò này đều được công ty sữa Vinamilk thu mua với giá khoảng 15.000 đồng một ký. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận đạt hơn 1 triệu đồng một ngày, cao hơn nhiều so với nuôi bò thịt. Mình phải chọn con giống cho tốt, con giống cho chuẩn. Con giống là nói đúng là con giống có nguồn gốc, cái chuồng trại. Chuồng trại mình phải đảm bảo cho nó phải an toàn sạch sẽ. Mình phải sát trùng, tiệt trùng nó định kỳ. Là mình phải khi mà vắt sữa, thì trước vắt sữa là phải tắm rửa sạch sẽ. Rồi là sát trùng bầu vú. Rồi phải dùng là CMT để mình kiểm tra sữa có bị ảnh hưởng là bị sô mai không, tế bào sô mai không. Rồi mình mới vắt là mình phải... trước khi vắt sữa xong rồi phải can bọng thùng phải cho sạch sẽ, nó phải vệ sinh sạch sẽ, rồi phải kiểm tra trước khi mà mình đổ sữa vô rồi để đi giao cho công ty Vinamilk sữa. Không riêng gì huyện Gò Công Tây, hiện phong trào nuôi bò sữa ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng phát triển mạnh, với tổng đàn đến thời điểm này đã khoảng 6.000 con. Mặc dù kỹ thuật phòng bệnh, chăm sóc dinh dưỡng cho đàn bò sữa phức tạp hơn so với bò thịt, song vấn đề tiêu thụ sản phẩm sữa lại dễ dàng hơn do cung luôn thấp hơn cầu. Đặc biệt, hầu hết người nuôi bò sữa đều chủ động trồng cỏ để cung cấp cho đàn vật nuôi, nên việc chăn nuôi càng thuận lợi, hiệu quả.